tỉnh vì ly nước mía mới biết sự thật kinh hoàng về loại thức uống này. Co giật, hôn mê vì ly nước mía mới biết sự thật kinh hoàng về loại nước uống được nhiều người ưa chuộng. Thường để lâu, trên cây mía sẽ xuất hiện một loại nấm mốc. Nấm này sản sinh ra các độc tố gây nôn mửa, co giật, co thắt hoặc hôn mê. Cứ nghe nói nước mía tốt, ngăn ngừa ung thư vú, nên con em, họ em ra sức uống. Xui xao uống nhầm quán vỉa hè làm dơ ăn bẩn, khiến nó phải cấp cứu, suýt để lại di chứng thần kinh suốt đời. Hôm đó, hai chị em đi mua sắm ít đồ sida, trên đường về có tấp vào một quán nước mía siêu sạch lề đường, bán lì khổng lồ với giá cực rẻ chỉ 5.000 đồng. Nhìn thấy cái thùng đựng nước mía reo mốc bám đen, em hơi nhường nhường. Bấm tay con em bảo thôi đi, nhưng nó không chịu. Em nói nhỏ vào tai nó, mày thấy cái thùng đựng nước mía kinh chưa? Nó trả lời, ăn dơ sống lâu, cứ như chị ba, 7, 2, 11 ngày, hết viêm họng đến sụn mũi. Rồi nó nhất quyết làm một ly khủng. Nhìn nó uống mà em thấy sợ sợ. Đúng như em cảnh báo, vừa về đến nhà là nó bảo kê cái nhà vệ sinh luôn, hết ói rồi bị tào tháo rượt, cứ làm đi làm lại suốt một buổi chiều. Sau đó nó bị sốt và hôn mê. Trên đường đưa nó đi viện, nó làm em sợ chết khiếp khi thỉnh thoảng còn lên cơn co giật, xùi một mép. Vừa đến bệnh viện là nó được đẩy vào phòng cấp cứu ngay, còn em sau khi cung cấp thông tin cá nhân, tiền sử bệnh tật và thói quen ăn uống, ngủ nghỉ của nó thì tạm ngồi đợi bên ngoài. Qua khe cửa, em thấy nó được cắm trên người đủ thứ dây nhựa, bác sĩ cho biết nó bị ngộ độc một loại nấm mốc cực độc trên cây mía. Thường để lâu, cây mía sẽ xuất hiện một loại nấm mốc. Nấm này sản sinh ra các độc tố gây nôn mửa, co giật, co thắt hoặc hôn mê. Độc tố này gây hại cho mọi lứa tuổi, nhưng nạn nhân phổ biến là trẻ em và người trẻ tuổi. Khi ăn phải loại nấm này, người ăn có thể tử vong hoặc bị di chứng thần kinh kéo dài. Cũng may, con em họ em được cấp cứu kịp thời, ơn trời. Đầu nó nằm viện được 3 tuần thì được về nhà. Thỉnh thoảng em cũng để ý xem nó có biểu hiện gì lạ không. Em sợ nó bị ảnh hưởng thần kinh thôi. Hôm chở nó đi qua một quán nước mía, chọc nó. Nó dậy nảy như đĩa phải vôi, bỏ đi, bỏ đi. Thực ra nước mía không có tội, chỉ có người bán vì coi thường sức khỏe người uống, nên làm cẩu thả, không vệ sinh, máy ép thường xuyên dẫn đến đóng bụi bẩn, làm ổ cho vi khuẩn sinh sôi. Nhưng kinh khủng nhất là mía róc vỏ, nhưng không rửa, cứ để ở trong thùng từ ngày này sang ngày khác, thậm chí để nổi mốc vẫn ép bán. Thậm chí do nước mía ngọt nên nhiều ruồi, nhặng vườn vườn đậu vào ca, cốc, thậm chí rơi cả vào nước mía. Nhìn phát hải, thế nhưng không phải người bán nào cũng để ý những điều này. Hôm rồi đọc tin tức, có bài báo nói về kết quả kiểm nghiệm trong 6 tháng tại trung tâm sắc ký Hải Đăng, Mà Hải. Trong 1ml nước mía của một mẫu nước mía được kiểm nghiệm, chứa 210.000 con vi khuẩn coliform, 490.000 vi sinh vật hiếu khí, 18.000 bào tử nấm men, nấm mốc. Theo ông Huỳnh Ngọc Trưởng, trưởng phòng kiểm nghiệm vi sinh, trung tâm sắc ký Hải Đăng, các chỉ số vi sinh trong mẫu kiểm này đều cao hơn với 1.000 đến 10.000 lần so với chỉ tiêu quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm của Bộ Y tế. Qua chuyện này, em nghĩ mỗi ngày, trên nước ta có biết bao vụ ngộ độc thực phẩm, chỉ có báo chí chưa biết để thông tin thôi. Hôm em đưa con em vào viện, ít nhất có 5 ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến cháo lòng, nước sâm, bánh mì, có dòi trong pate. Vì vậy mọi người cẩn thận khi ăn ngoài nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chia tay bệnh tiểu đường sớm nhờ các bài thuốc dân gian này. Bệnh tiểu đường sẽ sớm chào thua các bài thuốc dân gian này. Không cứ phải thuốc đắt, thuốc ngoại mới chữa bệnh tốt. Có những bài thuốc quý ngay trong vườn nhà mà đôi khi bạn không biết. Khám phá ngay bài thuốc dân gian chữa bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả. Khoảng gần 8% dân số Việt Nam mắc bệnh tiểu đường, và đây là căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện nay.
Việc điều trị bệnh tiểu đường bằng các loại thuốc tây vừa gây cho bệnh nhân mệt mỏi là ảnh hưởng về kinh tế, gây biến chứng các bệnh khác. Cây thuốc nam chữa bệnh tiểu đường rất công hiệu và an toàn, không gây biến chứng mà nhiều người không biết, cứ lầm tưởng điều trị tây y hiệu quả mà quên đi các giá trị mà bài thuốc cổ truyền trong dân gian mang lại. Việc tìm các vị thuốc nam không khó, vì đây là cây thuốc, cây cỏ quanh nhà mà chúng ta rất dễ gặp. Các loại cây này giúp giảm bớt các triệu chứng do tiểu đường gây ra, rất hiệu quả cho những người mắc bệnh tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng cây chuối hột. Xưa nay chúng ta chỉ biết cây chuối hột thông qua việc dùng quả của nó. Tuy nhiên ít người biết rằng ngay cả thân, hạt của chuối hột cũng là vị thuốc quý. Các nhà khoa học đã chứng minh trong chuối hột có chất giúp ổn định đường huyết. Phương pháp phổ biến nhất để trị tiểu đường bằng cây chuối hột là đào lấy củ chuối rửa sạch, giã hoặc ép lấy nước cho người bệnh uống. Nếu không thể đào được củ chuối, bạn cũng có thể dùng thân cây chuối hột, khoét ngang một lỗ, để bên dưới một chiếc bát nhỏ để nước từ thân cây tiết ra, sau đó mang nước này cho người bệnh uống cũng có tác dụng tương tự. Nhưng chú ý rằng, mùa mưa, nước chuối hột loãng hơn nên bạn cần phải uống lượng nước nhiều hơn mùa nắng. Vỏ dưa hấu làm thuốc chữa bệnh tiểu đường. Dưa hấu là loại quả bổ dưỡng cho sức khỏe. Ngoài việc được dùng để giải khát trong những ngày hè nóng nực, thì dưa hấu còn được dùng để chữa bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học đã chứng minh, cứ 100g dưa hấu có 95,5% nước, 1,2% protein, 2,5% glucid, 0,5% cellulose, các muối khoáng canxi, phospho, sắt, các vitamin B1, B2, PP, C, carotin. Đặc biệt, dưa hấu còn chứa nhiều axit folic, là một trong các yếu tố quan trọng cần thiết trong quá trình tạo máu, rất tốt cho người tiểu đường. Bên cạnh việc ăn dưa hấu, người bệnh tiểu đường cũng không nên bỏ vỏ dưa đi, bởi chúng có thể tạo thành bài thuốc vô cùng hiệu quả đấy. Người bệnh dùng 30g vỏ dưa hấu, 30g vỏ bí xanh, xắt lấy nước uống 3 lần mỗi ngày, làm liên tục trong vòng 1 tháng để cảm nhận hiệu quả. Lá ổi trị bệnh tiểu đường. Đông y sử dụng lá ổi là vị thuốc chữa bệnh từ lâu đời. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh cả quả ổi và lá ổi đều có tác dụng giảm lượng đường trong máu. Bài thuốc trị bệnh tiểu đường cần dùng các nguyên liệu: lá sa kê rụng, đậu bắp và lá ổi non, búp thì càng tốt. Ba thứ trên mang rửa sạch rồi cho vào nồi đất nấu với 2 lít nước, đến khi cô đọng lại còn khoảng 510ml thì chia ra để uống 3 lần trong ngày. Các hợp chất flavonoid có trong lá ổi giúp người bệnh hạ đường huyết nhanh chóng. Ngoài ra, việc ăn quả ổi hay dùng lá ổi tươi xắt lấy nước uống hàng ngày cũng rất có lợi cho sức khỏe bệnh nhân tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng quả khế. Quả khế không chỉ được dùng để nấu canh chua, ăn kèm rau sống mà còn có tác dụng chữa bệnh tiểu đường hiệu quả mà không phải ai cũng biết nhé. Nếu bạn hoặc một người thân trong gia đình mắc phải căn bệnh này, có thể dùng trái khế để chữa trị bằng cách sau: lấy quả khế phơi khô trong bóng râm, đem thái thành lát mỏng. Mỗi ngày các bạn lấy khoảng một vốc cho vào nồi, rồi đổ nước vào nấu cho tới khi còn lại một nửa thì dùng để uống. Nên áp dụng thường xuyên, sau 3 tháng sẽ có tác dụng làm giảm lượng đường huyết trong máu xuống mức ổn định. Sau đó, việc kiêng ăn đồ ngọt cũng không cần quá khắt khe. Ngoài ra, quả khế còn có tác dụng chữa bí tiểu, tóc bạc sớm và chữa táo bón hiệu quả. Chữa bệnh tiểu đường bằng hạt quả vải. Dùng hạt quả vải cũng là một trong những bài thuốc đông y chữa bệnh tiểu đường rất đơn giản mà hiệu quả cao, được áp dụng phổ biến trong dân gian. Theo đông y, hạt vải vị ngọt chát, tính on, có tác dụng tán hàn, chữa tiêu chảy, đau răng, đau tinh hoàn và tiểu đường tiếp 2. Để phòng và điều trị bệnh tiểu đường tiếp 2 bằng hạt vải, người bệnh có thể áp dụng theo bài thuốc như sau. Hạt vải đem sấy khô, tán thành bột mịn, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần dùng khoảng 10g và với nước để uống sẽ cho hiệu quả làm giảm lượng đường trong máu xuống mức ổn định. Bài thuốc dùng tốt nhất cho các trường hợp người bị bệnh tiểu đường tiếp 2 trên 40 tuổi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
3 bé trai tử vong, 1 bé bất tỉnh vì ăn vải vào thời điểm này. Ghi nhớ quy tắc 4 người, 2 thời điểm cần tránh. Theo người nhà các bệnh nhi, chiều ngày 8 tháng 6, cả 4 cháu đều ăn quả vải. Đến tối, các cháu có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, nhưng gia đình chỉ nghĩ bị cảm thông thường. Đến chiều ngày 9 tháng 6, khi cháu Lý Văn Thắng, 12 tuổi, chết đột ngột và 3 cháu còn lại có dấu hiệu bệnh nặng, các gia đình mới đưa đi bệnh viện huyện. Sau đó, các cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cấp cứu. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, các bệnh nhi được xác định là viêm não. Tuy nhiên, nguyên nhân do đâu thì phải chờ kết quả xét nghiệm. Trước câu hỏi có phải các cháu bị ngộ độc vì ăn vải có phun thuốc, bác sĩ Hoàng Văn Kiền, Phó khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho hay. Qua điều tra từ phía gia đình, vải các bệnh nhi ăn đều là do gia đình tự trồng, không phun thuốc. Khi chuyển đến viện, cháu Lý Thị Mái, 9 tuổi, đã ở trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu thở ngáp, mắt lờ đờ. Ngay lập tức, các bác sĩ phải cho hỗ trợ thở máy. Bệnh nhân còn lại là cháu Lý Thị Hoa, 10 tuổi, cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện sốt, co giật. Hiện tại, hai bệnh nhân này vẫn đang điều trị tích cực, chưa có tiến triển gì, não phù nề, suy hô hấp và co giật. Chúng tôi có ý định chuyển các cháu lên tuyến trên, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, nhiều khả năng gia đình sẽ xin về nhà, bác sĩ Kiền cho biết. Bệnh nhân còn lại là Lý Văn Trường, 7 tuổi, đã dần hồi phục và hiện đang được điều trị tại khoa truyền nhiễm. Mới đây, Bệnh viện Bảo An ở Thâm Quyến, Trung Quốc đã tiếp nhận một bệnh nhân là cậu bé 7 tuổi bị ngất xỉu sau khi ăn vải. Sau khi ăn 20 quả vải, cậu bé 7 tuổi đột nhiên sùi bọt mép, ngất xỉu, mồ hôi chảy ướt đẫm. Vải là loại quả khá quen thuộc với các nước có khí hậu nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Quả vải mọng nước, thơm ngọt, được rất nhiều người yêu thích, thưởng thức trong hè. Mặc dù có hương vị ngon lành, nhưng loại quả này vẫn có tác động không nhỏ tới sức khỏe khi ăn quá nhiều. Sau khi trở về nhà vì đói bụng, cậu bé đã ăn liền 20 quả vải. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, cậu bé đột nhiên sùi bọt mép, mồ hôi chảy ra, ướt đẫm và ngất xỉu. Ngay lập tức, gia đình đã đưa em tới bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị hạ đường huyết cấp tính do ăn vải. May mắn khi gia đình đã đưa em tới bệnh viện kịp thời nên không gây nguy hiểm tới tính mạng. Đây không phải là trường hợp đầu tiên trên thế giới phải nhập viện do ăn vải. Theo hãng tin ABC, đã từng có gần 20 năm. Tại Ấn Độ, có không ít trường hợp trẻ em đang khỏe mạnh bình thường bỗng dưng bị co giật đột ngột và bất tỉnh. Đáng sợ hơn nữa là 1/3 trẻ em này đã tử vong sau khi lên cơn co giật, trong khi các bác sĩ không thể tìm ra được nguyên nhân vì sao. Và cuối cùng, 20 năm sau, một nhóm nhà khoa học Mỹ và Ấn Độ cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh bí ẩn đã giết chết hơn 100 trẻ em mỗi năm có liên quan đến trái vải. Tại sao ăn vải lại nguy hiểm? Vải có hàm lượng đường rất cao, có khoảng 16g fructose trong 100g vải. Chính vì vậy, nên không ít người thắc mắc, lẽ ra ăn vải phải gây tăng đường huyết, tại sao lại khiến hạ đường huyết? Bác sĩ Chen đến từ Bệnh viện Bảo An cho hay, fructose cần có thời gian chuyển đổi thành glucose nhờ các enzyme trong gan, sau đó mới được hấp thụ và sử dụng. Trẻ em không có đủ dự trữ glycogen, một loại enzyme trong gan. Vì thế, nếu ăn quá nhiều vải, fructose sẽ bị tích tụ với số lượng lớn và không có thời gian để chuyển đổi. Do đó, kích thích insulin phá vỡ fructose và tạo ra quá nhiều insulin. Chính điều này đã gây ra hạ đường huyết. Tại sao ăn vải lại nguy hiểm? Trên thực tế, không phải chỉ có trẻ em ăn nhiều vải mới nguy hiểm. Những đối tượng dưới đây cũng nên hạn chế ăn vải. Người bị bệnh tiểu đường. Do vải có chứa hàm lượng đường cao nên nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ gây ra đường trong máu cao. Nếu nồng độ đường trong máu cao thì sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển hóa glucose. Vì thế, những người bị tiểu đường không nên ăn nhiều. Người đang bị bệnh tích nhiệt, nóng trong. Quả vải có tính nóng nên có thể khiến người bị bệnh nhiệt càng thêm trầm trọng. Ngoài ra, những người đau họng, sưng nướu, chảy máu mũi, đang bị bệnh thủy đậu, mụn nhọt, rôm sảy cũng cần hạn chế ăn vải. Phụ nữ mang thai có thể ăn vải,
nhưng chỉ nên ăn 100-200g vì nếu ăn nhiều sẽ khiến đường huyết tăng vọt, khó sinh, tăng nguy cơ xuất huyết, sau sinh và nhiễm trùng. Trẻ em, trẻ nhỏ nên hạn chế ăn vải do hệ tiêu hóa còn kém, ăn nhiều vải có thể khiến các bé bị bệnh. Hai thời điểm không nên ăn vải. Ăn khi bụng rỗng. Vải tươi có chứa nhiều đường. Khi bụng rỗng, nếu ăn vải sẽ kích thích niêm mạc dạ dày và gây đau dạ dày, đầy hơi. Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều vải trong thời gian ngắn sẽ gây ra hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay bụng rũng. Phụ nữ khi trước và trong kỳ đèn đỏ. Trong một vài ngày trước khi diễn ra chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ thường lo âu, trầm cảm, căng thẳng tinh thần do sự mất cân bằng hormone androgen và progesterone. Do đó, khi đang trong giai đoạn này, chị em cần hạn chế ăn nhiều vải. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tám biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh cuộc yêu. Làm bà xã lên mây chắc chắn là điều mà các soái ca đều muốn. Thứ nhất, ai cũng muốn người mình yêu được sướng. Thứ hai, đây cũng là cách để nam giới thể hiện sức mạnh bản lĩnh của mình trước người tình. Nhưng khi nào thì cô ấy đạt khoái cảm, biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh sẽ như thế nào là điều không phải Adam nào cũng biết. Thực ra, chuyện này cũng không có gì quá khó khăn, chỉ cần để ý một tí, tinh tế hơn một tí, bạn sẽ biết ngay người tình của mình đã thật sự lên nóc nhà hay chưa. Biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh phái mạnh nên biết rõ. Âm đạo co thắt liên tục. Khi nàng đạt khoái cảm tột đỉnh, các cơ của bộ phận âm đạo, nhất là cơ ở bên ngoài, sẽ có hiện tượng co thắt, giật giật mạnh mẽ và liên tục bóp chặt vào thằng nhỏ của bạn, làm bạn cũng sướng tê rồi chim. Hiện tượng này đều đặn diễn ra từ 3 đến 15 lần, trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giây. Có nhiều cô còn lâu hơn. Hãy tập trung cảm nhận, bạn sẽ thấy các cơ của cô bé bóp lại rồi thả ra thằng nhỏ của bạn. Nếu bạn thường xem phim cấp 3, nhất là những bộ phim của Nhật Bản, bạn sẽ thấy rõ hiện tượng này. Khi lên đỉnh, toàn bộ cơ thể của nàng sẽ co giật như là bị điện giật vậy. Trong đó vùng cơ hậu môn và âm đạo của nàng cũng không ngoại lệ. Đối với những phụ nữ co giật nhẹ thì không sao, còn có một vài trường hợp co giật nặng lại gây ra không ít hiểu lầm. Chị T kết hôn và trong đêm tân hôn đó cũng là lần đầu tiên chị làm chuyện ấy. Cả hai cùng hôn nhau rồi dạo đầu, rồi anh cũng quan hệ bằng miệng khiến chị vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Sau đó thì hai người bắt đầu giao ban, mọi chuyện cứ tưởng diễn ra suôn sẻ trong đêm tân hôn, nhưng không ngờ chị đang quan hệ giữa chừng thì chị T co giật đùng đùng, làm anh chồng cứ tưởng bị giật kinh phong mà sợ xanh cả mặt. Lát sau, khi cơn cực khoái qua đi thì anh mới biết là do chị lên đỉnh, sướng quá nên mới co giật, chứ không phải bị bệnh tật gì cả. Ánh mắt đê mê mờ ảo. Không chỉ phụ nữ mà nam giới chúng ta cũng vậy. Khi đoạt cực khoái cảm giác rất sung sướng đê mê, cứ lần lần như trên mây vậy. Con người trong trạng thái này cứ như đi trên mây, ánh mắt cứ lờ đờ và rất là phê. Hơi thở nhanh. Khi mà sự lên đỉnh của phụ nữ sắp xảy ra, tim cô ấy sẽ đập mạnh hơn, vì khi này những cơ quan trong cơ thể cũng như những cơ bắp bắt buộc phải được bơm nhiều oxy hơn để có thể duy trì hoạt động. Chính vì thế nàng phải thở nhanh và mạnh hơn mới đáp ứng đủ nhu cầu oxy cơ thể đang cần. Khi mà bạn nhận biết được hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim loạn xạ của người tình thì chắc chắn nàng đang khoái lạc thực sự. Tuy nhiên, sau khi cô ấy lên tiên mà hơi thở vẫn bình thường thì có thể bạn bị lừa tình rồi đấy. Lấy chân kẹp người bạn. Bạn có để ý trong bộ phim 7X không? Khi người phụ nữ sung sướng, họ sẽ lấy hai chân kẹp lấy người bạn, tay thì cấu chặt vào mền gối hoặc ghì chặt đầu của bạn vào người cô ấy. Nhất là khi quan hệ bằng miệng, cô nàng đang ngồi, còn bạn thì quỳ phía dưới và liếm âm đạo của nàng. Bạn cứ canh ngay hoặc le của nàng mà liếm tí nữa khi lên đỉnh. Một là cô ấy sẽ bắn hết cả dâm thủy vào miệng bạn,
Còn hai, họ sẽ lấy hai tay ôm đầu bạn và ép chặt miệng bạn vào trong âm đạo của họ. Họ muốn nói với bạn rằng, Anna, em đang rất sướng, anh hãy tăng mạnh cường độ lên chứ đừng giảm xuống nhé. Khi lên đỉnh, phụ nữ họ sẽ thường ưỡn ngực ra, nhấc bụng cao lên và cong lưng lại, mục đích nhằm làm căng các cơ để xuất tinh được mạnh hơn. Phụ nữ cũng xuất tinh đấy nhé. Khi này, máu tuần hoàn rất mạnh, khiến lượng máu đổ về ngực của nàng cũng rất nhiều, làm cho nó căng phồng và hồng hào hơn bình thường, nhìn thấy kích thích. Đồng thời, khuôn mặt và hai vành tai của nàng cũng sẽ đỏ ứng lên, âm vật và hai đầu vú thì cương cứng ra. Biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh, nó cũng giống như dương vật của bạn vậy. Khi bạn sắp xuất tinh, dương vật cũng sẽ cương cứng lên rất to, nhằm tạo ra áp lực để bắn tinh trùng ra ngoài thật nhanh và thật mạnh. Tiếng kêu rên của nàng. Trong suốt quá trình quan hệ, một số phụ nữ họ sẽ rên khe khẽ, làm bạn cũng ức không chịu nổi. Cô nào mà nằm im lấy gối che mặt không rên rỉ gì thì về nhà chơi với cô nam còn hơn. Nếu để ý kỹ thì khi sắp lên đỉnh, âm thanh rên rỉ của họ sẽ nhiều và mạnh hơn, vì lúc này các cơ trên cơ thể đang trọng thái co lại rồi căng ra, điển hình là cơ âm đạo. Ở cổ họng cũng vậy, khi các cơ này co thắt sẽ vô tình tạo ra các âm thanh nghe rất sướng tai mà bạn sẽ khó có thể nào quên được. Có một vài phụ nữ khi lên đỉnh, họ còn nói tục, nói dầm như trong các bộ phim Mỹ các cô gái thường ao xích. Cho nên khi người phụ nữ của bạn có lỡ miệng văng tục thì cũng đừng trách họ, vì lúc đó nhiều khi sướng quá không kiềm chế được nên nói tục vậy thôi. Nàng khóc. Nghe có vẻ lạ, nhưng thực sự có một vài phụ nữ sau khi đọt cực khoái, họ lại khóc. Khóc không phải vì họ đau, mà vì họ quá sung sướng. Phụ nữ rất nhạy cảm, cũng giống như buồn vui, khi họ sướng quá, họ cũng sẽ khóc. Việc cần làm lúc này là hãy ôm chặt và trò chuyện với bạn tình để cảm nhận sự hạnh phúc sung sướng nhé. Cười khanh khách. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy rất nhiều phụ nữ có hiện tượng cười sảng khi lên đỉnh. Một ví dụ như của chị T ở Hà Nội. Vợ chồng chị sống trong một căn hộ cùng với ba mẹ chồng và em gái của chồng. Đã nhiều lần cả nhà giật mình vì cứ khoảng 1-2 giờ đêm lại nghe tiếng chị cười rất to. Ai trong nhà ai cũng tưởng chị có vấn đề hay là bị ma nhập nên vô cùng hoảng hốt. Nhưng thật sự họ không biết đó là lúc hai vợ chồng chị đang quan hệ. Ai làm chị sướng quá nên chị cười sảng lên rất to. Từ đó trở đi, khi ân ái, cứ mỗi lần chị sắp lên đỉnh, anh lại phải lấy tay bịt mồm chị lại, nếu không muốn sáng hôm sau bị bố mẹ than phiền. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt. Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt? Hiện nay, người ta chú ý nhiều hơn đến thực phẩm họ ăn và lượng calo hấp thụ, vì nhiều bệnh tật xuất phát từ thói quen ăn uống không lành mạnh. Ăn gì, uống gì để khỏe mạnh luôn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Có một số loại trái cây mà nếu ăn hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ổi là một loại trái cây cực kỳ quen thuộc với người Việt Nam. Người ta thích ổi bởi vị giòn ngọt, khó quen của nó. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết hết những lợi ích của nó. Điều kỳ dị xảy ra khi bạn ăn một quả ổi trên một ngày trong vòng 3 ngày. Nó sẽ cung cấp cho bạn khối lượng lớn vitamin A, B và các khoáng chất khác. Bên cạnh đó, nó còn có nhiều tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Dưới đây là 10 điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu ăn một quả ổi trên ngày. Hỗ trợ hệ miễn dịch. Thực tế, ổi là loại trái cây thích hợp để giúp bạn tăng cường miễn dịch. Sự ô nhiễm và chất độc chúng ta nhiễm phải hàng ngày khiến hệ miễn dịch của bạn chứa đầy các chất độc hại. Chỉ cần ăn một quả ổi, nó sẽ tăng lượng vitamin C trong cơ thể và giúp bạn có hệ miễn dịch mạnh hơn để thải loại những chất độc này.
giảm nguy cơ mắc ung thư. Các chất chống oxy hóa trong ổi sẽ giúp bạn trung hòa ảnh hưởng của các gốc tự do trong cơ thể. Chính các gốc tự do này gây ung thư. Lợi ích cho tim. Bệnh tim rất phổ biến ngày nay. Một quả ổi sẽ giúp bạn bảo vệ tim và phòng ngừa những bệnh khác. Ổi và lá ổi chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp bạn bảo vệ tim khỏi cholesterol và triglyceride. Ổi cũng có khả năng giảm glucose huyết trong cơ thể, giúp bạn kiểm soát mức đường huyết. Tốt cho người bị tiểu đường. Ổi cực kỳ hữu ích cho việc giúp kiểm soát đường huyết của bạn. Nước ép ổi sẽ là chọn lựa hoàn hảo cho bạn. Bạn cũng có thể ăn ổi hoặc làm trà từ ổi để uống. Nó sẽ giúp bạn hấp thu chất xơ tốt hơn cũng như kiểm soát đường huyết. Tốt cho răng miệng. Ổi có khả năng chống mảng bám và ăn ổi sẽ giúp bạn loại bỏ vi khuẩn gây mảng bám trong răng. Nó cũng giúp bạn chống lại đau răng hiệu quả. Cải thiện thị lực. Để cải thiện thị lực, bạn cần vitamin A mà ổi là nguồn vitamin A tuyệt vời. Bạn giảm được nguy cơ mù lòa, đồng thời ổi cũng giúp bạn bảo vệ các tế bào võng mạc. Hỗ trợ da. Ổi giàu các chất chống oxy hóa và chúng có thể giúp bạn đánh bay nếp nhăn và chống lão hóa da. Trị tiêu chảy. Ổi có thể giúp bạn chữa mất nước hoặc tiêu chảy một cách hiệu quả. Tăng cường chức năng tuyến giáp. Nhờ hàm lượng đồng trong ổi, nó giúp bạn cải thiện hoạt động tuyến giáp nói riêng và sức khỏe nói chung. Tăng cường chức năng não. Ổi không chỉ chứa vitamin A và C mà còn có vitamin B3 và vitamin B6. Chúng giúp hỗ trợ chức năng não, giúp bạn có trí nhớ tốt hơn. Với những lợi ích này, lần tới khi đi chợ, đừng quên mua ổi nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những lợi ích mà chúng mang lại đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không ngờ, món ăn chữa dứt điểm gai cột sống rất dễ làm lại còn chống ung thư cực hiệu quả nữa nè. Nhiều người cứ nghĩ trời kêu ai nấy dạ, bệnh tật là lẽ thường tình, thế nên có bệnh thì nhận chứ phòng với tránh chi cho mất công. Thế mới có chuyện bệnh viện ung bướu lúc nào cũng chật kín người, còn các cây thuốc quanh mình thì bị bỏ quên ngó lơ. Có lần tôi có dịp nói chuyện với một người bạn ở nước ngoài. Bạn ấy đang làm trong ngành dược. Chúng tôi có trao đổi email qua lại. Bạn ấy hỏi bên Việt Nam có nhiều cây xương rồng không. Tôi bảo nhiều vô số kể. Bạn nói chúng tôi đang nghiên cứu một loại thuốc chữa viêm khớp mà trong cây xương rồng có chất này để chữa bệnh rất hiệu quả. Lúc đó tôi mới ồ lên. Vậy mà giăng mình, đâu ai biết, đâu ai quan tâm. Nếu nhớ không nhầm, có lần đi Phan Rang chơi, tôi thấy ở đây xương rồng nhiều vô kể, mọc hoang dại khắp các nẻo đường giống như biểu tượng của vùng đất quanh năm chỉ có 7 ngày mưa. Nhưng hầu như không ai biết loại cây này dùng để chữa bệnh xương khớp rất hiệu quả và chữa bằng cách nào. Lúc đó bản thân tôi cũng không biết, cho đến lần tôi có dấu hiệu bị xương khớp, đầu gối đau nhức kinh khủng. Tôi nhớ lại, có lần bạn tôi nói cây xương rồng có chất chữa khớp vi diệu lắm. Vậy là tôi mạnh dạn email cho bạn, rồi được bạn hướng dẫn thế này. Dù thuốc chữa xương khớp vẫn đang trong quá trình bào chế, nhưng bạn có thể chữa tạm thời bằng cách này hiệu quả lắm. Cứ lấy khoảng 3 đọt non xương rồng ba chia, dài chừng 10cm, loại thường dùng để trồng hàng rào. Nhớ lựa đọt non còn tươi xanh và một con cá lóc ruộng khoảng 250g. Cách thực hiện. Bước 1. Xương rồng mua về thì đem tỉa hết gai ở các cạnh, rửa sạch rồi bào hoặc sắp thành từng lát mỏng. Bước 2. Cho một lượng muối vào xương rồng rồi bóp nhẹ, cho ra mũi xương rồng. Đem xả với nước cho hết muối rồi lại cho tiếp một lượng muối vào xương rồng và bóp tiếp. Xả xương rồng lại lần cuối với nước sạch sao cho ra hết mũ. Bước 3. Đem cá lóc làm sạch, bỏ hết nội tạng cá. Bước 4. Cho xương rồng và cá lóc đã sơ chế vào nồi, kèm theo một chén nước. Nấu trên lửa nhỏ liu riu cho đến khi thấy nước gần cạn,
cá lóc vừa chín thì tắt bếp. Ăn cá lóc sừng rồng trong ngày và ăn trong 5 ngày liên tiếp để xua tan những cơn đau nhức. Ngoài cách trên thì chúng ta có thể áp dụng cách khác dễ hơn, đó là uống nước ép sừng rồng vừa đơn giản, vừa chữa được rất nhiều căn bệnh chỉ với 1 ly mỗi ngày. Vậy đó mà dần dần tôi đã khỏi. Tôi cũng đem cách này chỉ cho bố của một người bạn bị đau cột sống. Đi khám thì bác sĩ bảo là gai cột sống. Mặc dù đã chạy chữa khá nhiều nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Uống thuốc tây y không thấy khả quan mà quá tốn kém, nên tôi chỉ lại cách chữa bệnh bằng xương rồi cũng khỏi. Vậy đó, nếu nhà nào có người bệnh đau nhức xương khớp thì dùng thử nha, biết đâu phước chủ may thầy. Ngoài ra, theo nghiên cứu y khoa tôi đọc được, từ các tài liệu cho rằng xương rồng có thể tốt với một số trường hợp sau: làm dịu chứng viêm khớp, ức chế sự di chuyển bạch cầu, hoạt động như một chất xúc tác trong sự phát triển của các bệnh viêm. Nó chứa vitamin A, B2 và C, rất có lợi cho những người bị viêm khớp dạng thấp, giảm đau và chống viêm. Tốt cho đường ruột, giống như một chất khử độc tự nhiên, nó có thể được sử dụng trong điều trị viêm túi mật và viêm đại tràng, và hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn tốt cho ruột. Ngoài ra, tính chất chống viêm của nước ép này giúp giảm viêm ở niệu đạo và bàng quang, đặc biệt là trong trường hợp sỏi mật và nhiễm trùng bàng quang, đường tiết niệu. Tăng cường hệ miễn dịch. Uống nước ép xương rồng thường xuyên sẽ giúp bạn loại bỏ các loại virus gây hại trong cơ thể, nên giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, hàm lượng phytochemical cao trong cây xương rồng ngăn chặn các khối u và tăng phản ứng miễn dịch trong cơ thể. Tốt cho phụ nữ. Đối với các chị em phụ nữ đang bị đau bụng kinh, bị chuột rút sẽ rất hiệu quả. Ngoài ra cũng hỗ trợ rất tốt trong việc kiểm soát buồn nôn, giảm mỡ máu. Nước ép xương rồng rất giàu chất xơ hòa tan, làm giảm mức cholesterol LDL trong cơ thể. Nó cũng làm giảm quá trình oxy hóa chất béo, ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, ngăn ngừa ung thư. Một công dụng khác của nước ép xương rồng chính là khả năng ngăn ngừa ung thư và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nó có chứa chất chống oxy hóa beta-lactam cao, các chất chống ung thư tự nhiên được sử dụng thay thế cho hóa trị, giảm nguy cơ thoái hóa. Khi kết hợp nước ép xương rồng với một loại trái cây giàu vitamin C sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ tổng thể cho sức khỏe. Vì vậy, tiêu thụ thường xuyên nước ép xương rồng có thể làm giảm nguy cơ bệnh thoái hóa và ngăn ngừa lão hóa. Duy trì lượng đường trong máu. Việc tiêu thụ thường xuyên nước cây xương rồng có thể giúp duy trì lượng đường trong máu. Pectin, chất xơ hòa tan có trong nước trái cây này làm chậm tốc độ hấp thụ đường của cơ thể người. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không phải sữa, đây mới là thực phẩm giàu canxi bậc nhất, chỉ 3 thìa bằng 1 cốc sữa. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ tối thiểu 1.000mg canxi trên ngày. Vậy chúng ta nên ăn gì để đạt được hàm lượng này tốt nhất mà không cần đến sữa? Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng sữa rất tốt cho sức khỏe. Với trẻ nhỏ, sữa giúp xương chắc khỏe và cao lớn hơn, vì đây là nguồn thực phẩm chứa nhiều canxi nhất. Nhưng thực tế cho thấy, sữa không thật sự được xem là siêu thực phẩm như mọi người vẫn ca ngợi. Bởi không giống như trẻ em, người lớn không được hưởng lợi nhiều từ sữa. Gần 40% người trưởng thành trên toàn thế giới có thể tiêu hóa sữa đúng cách và chỉ có 5% người dân châu Á dung nạp được sữa. Nguyên nhân là do sữa thường dành cho trẻ em chứ không dành cho người trưởng thành. Vì đường ruột của trẻ nhỏ sản xuất ra lactase giúp phân hủy sữa để được tiêu hóa đúng cách. Hơn nữa, loại gen giúp sản xuất ra lactase lại ngừng làm việc khi trẻ lớn lên. Bắt đầu ở độ tuổi lên 5, cơ thể đã có dấu hiệu ngừng sản xuất lactase. Thông tin này đã khiến lượng tiêu thụ sữa trên toàn thế giới đã giảm đi rất nhiều trong những năm qua. Đơn giản như ở Anh, doanh số bán hàng sữa giảm 30% trong vòng 20 năm qua.
canxi không chỉ giúp chắc răng, khỏe xương mà còn rất quan trọng trong việc duy trì tế bào khỏe mạnh, điều tiết hormone. Thiếu canxi làm tăng nguy cơ loãng xương, móng tay móng chân bị yếu, rụng tóc hay thậm chí là động kinh. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ tối thiểu 1000mg canxi trên ngày. Như vậy, nên ăn gì để đạt được lượng canxi này tốt nhất mà không cần đến sữa? Hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm cung cấp canxi không thua kém gì sữa. Đó có thể là rau cải bó xôi, đậu phụ, cải xoăn, quả sung và tất nhiên không thể không kể đến hạt chia. Các nghiên cứu phát hiện hạt chia chứa hàm lượng canxi cao gấp 6 lần trong sữa. Chỉ cần khoảng 3 thìa cà phê hạt chia chứa 233mg canxi, liều lượng tương đương với hàm lượng canxi có trong một cốc sữa 299mg. Vì vậy hiện nay, hạt chia được xem là nguồn thay thế sữa dành cho người lớn và trẻ nhỏ, không dung nạp lactose trong sữa. Những lợi ích sức khỏe của hạt chia. Không những thế, báo cáo nghiên cứu của Hiệp hội Nông nghiệp Mỹ USDA cho thấy hạt chia giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho con người. Còn nghiên cứu khoa học của trường Đại học California Mỹ cho thấy hạt chia mang tới nhiều công dụng tốt cho cơ thể chúng ta. 1. Ngăn ngừa lão hóa. Các nhà nghiên cứu từ Mexico gần đây phát hiện ra rằng hạt chia chứa rất nhiều hàm lượng chất chống oxy hóa, giúp hạn chế việc hình thành các tế bào gốc tự do lên đến 70%, để từ đó làm chậm quá trình lão hóa. 2. Cải thiện hệ tiêu hóa. Hạt chia chứa hàm lượng chất xơ cao gấp 1,6 lần so với lúa mạch, 2,3 lần so với lúa mì, 2,6 lần so với yến mạch và 9,8 lần so với gạo. Như vậy, chỉ cần 2 thìa hạt chia, bạn đã nạp vào cơ thể 10 g chất xơ tương đương 1/3 lượng chất xơ cần thiết trong ngày. 3. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Litora cho biết, hạt chia có khả năng điều hòa lượng insulin, có khả năng làm giảm nồng độ insulin trong máu, từ đó hỗ trợ làm giảm các triệu chứng tiểu đường vì chứa nhiều axit alpha. Vì chứa nhiều axit alpha, linolenic và chất xơ. 4. Giúp xây dựng cơ bắp và giảm cân. Hạt chia cũng chứa nhiều protein, vì thế đây là loại thực phẩm lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân hoặc xây dựng cơ bắp. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, vì vậy sẽ giúp thay thế bất kỳ chất dinh dưỡng nào mà cơ thể mất đi trong quá trình tập luyện. 5. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Hạt chia cũng được chứng minh có thể chống viêm và điều hòa cholesterol, do đó rất tốt cho tim mạch. Cách sử dụng hạt chia. Rắc lên ăn cùng sữa chua, hạt nước ép, sinh tố hoa quả. Nước uống hạt chia. Dùng 1-2 thìa cà phê hạt chia ngâm vào nước lọc khoảng 10 phút, khuấy đều để tránh bón cục. Canh hạt chia. Dùng 3-4 muỗng cà phê hạt chia cho vào nồi canh khi đang nấu hoặc hầm chung với các loại rau củ quả để có món ăn dinh dưỡng. Cho vào 1-2 muỗng hạt chia vào món rau tròn hoặc salad rau để tăng dinh dưỡng và tạo ra một khẩu vị mới. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại cỏ quý hơn vàng, bà đẻ con nít khỏe mạnh quanh năm, mọc đầy ít người biết. Hồi còn bé xíu, em và lũ bạn hay ngắt cỏ này để chơi đồ hàng. Sau khi về làm dâu, mới biết nó lại là loại thuốc quý mà y học cả Đông lẫn Tây đều quý trọng. Em thấy một số chị từng tuyên bố gạch mặt các bài thuốc dân gian, phần vì dùng lâu mà vẫn chưa thấy tác dụng, phần vì gặp một vài tai nạn trong quá trình dùng nên tưởng. Nhưng em khuyên thật các chị nhé, làm như vậy là thiệt lắm đấy ạ. Bản thân em cũng là một bà mẹ, đọc cũng nhiều, đi nhiều và chẳng bao giờ tin vào những quan niệm lạc hậu, cổ hủ để áp dụng nó trong cách chăm con của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người quan sát, để ý nhà hàng xóm và thử nghiệm con mình. Em cho rằng vẫn có một số loại thuốc dân gian thực sự tác dụng, nếu không nói là rất hiệu nghiệm. Nếu các mẹ chưa tin, hãy xem em làm chuột bạch thế nào nhé. Hồi có bầu được 8 tuần, do em không biết mình mang thai nên cứ chạy sắp chạy ngửa, lo việc cửa hàng. Kết quả là em bị động thai, chảy cả máu. Vì khi ấy em mang bầu con trai đầu,
lại là cháu đích con của cả nhà, nên chồng em phải cắt công rước mẹ chồng từ dưới quê lên chăm. Lúc lên, bà mang theo rất nhiều thứ cây trồng trong vườn nhà, trong đó có cả một bịch cỏ bừ dài dài mà mới nhìn em chưa đoán ra là gì. Bà bỏ ra cho xem, em mới biết loại cỏ này ngày trước em và lũ bạn vẫn thường bứt cho lên bắt dê thương và chơi chọi gà. Nghe má nói lấy cỏ này xắt nước để uống, tưởng nói chơi, ai ngờ hôm sau má làm thật. Má bảo đây là cỏ màng trầu, chỉ cần em chăm chỉ uống ngày 2 lần, buổi sáng và tối, thì ít hôm nữa sẽ hết động thai mà chứng ốm ngén cũng khỏi luôn. Ban đầu em cũng hơi ngại uống, vì từ trước giờ chỉ trồng thuốc tây, vừa nhanh hiệu quả, lại là cả xã hội người ta đều dùng. Nhưng vì má chồng cứ kè kè bên cạnh nên chẳng dám bỏ. Cũng may cho em, vị của nó dị uống, vị ngọt ngọt và hơi đắng đắng tí tẹo. Sau 5 ngày uống liên tục thứ nước này, chồng đưa em đi tái khám lại, đến cả bác sĩ cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Từ sau lần ấy, em bắt đầu tin tưởng công dụng của cỏ màng trầu này, nhưng cũng không nghĩ nó lại có nhiều lợi ích như thế. Lúc em sắp sinh, má chồng lên thăm cũng đùm đều quà quê và không quên gói cho em một bịch cỏ màng trầu, dặn dò: con đẻ xong, nấu nước cỏ màng trầu uống thì dịch sản sẽ mau hết. Nếu con bị vàng da, trúng ngày trời không có nắng, lấy cỏ này tắm cho con thường xuyên sẽ khỏi ngay. Còn không, cứ lấy nó tắm cho thằng bé hàng ngày, để sau này có mũi chích hay con gì cắn sẽ không bị ghẻ lỡ, da dẻ cũng mát mẻ. Nhớ lời má dặn, sau sinh em cũng nhờ mẹ ruột sắc uống thử xem sao. Thấy em chỉ mới 2 tuần đã sạch sẵn dịch, bé mẹ đẻ em đã có kinh nghiệm sinh cả 5 đứa con cũng còn phải há hốc miệng không tin. Về phần con em, Tiku không bị vàng da, nhưng em cũng lấy cỏ này nấu nước cho bé tắm thường xuyên. Lại thêm lần nữa, em chứng thực cỏ này đúng là sự thật. Như những đứa trẻ khác, mỗi lần bị con gì cắn thì nổi sưng đỏ, lở lét và để lại sẹo thâm, chứ còn em thì không. Đã vậy, em cũng chưa thấy con nổi đợt rôm nào, dù thằng bé đến nay đã được hơn 3 tuổi. Qua rất nhiều lần sử dụng, với nhiều mục đích khác nhau, em cũng rất tò mò về loại cỏ thần sầu này, nên mày mò tìm hiểu thêm. Dưới đây là những gì em biết về công dụng của loại cỏ này, cũng như các bài thuốc quý cho bà bầu lẫn trẻ nhỏ. Các mẹ có thể nghiệm xem nhé. Nhận biết cỏ màng trầu. Tên gọi thông thường nhất là cỏ màng trầu, nhưng một số vùng quê khác còn gọi nó là cỏ vườn trầu, cỏ màng trầu hay cỏ gián. Cỏ này mọc nhiều ở ven đường, ven bờ ruộng hoặc các bãi đất hoang. Rễ của cỏ rất chắc, khỏe và thân cao tầm ngang đầu gối, 15-90cm. Mỗi cây cỏ đều có bông, tẻ ngón từ 5-7 nhánh, tuổi đều theo vòng tròn. Tất cả bộ phận của cỏ từ rễ đến thân, hoa quả đều có thể dùng làm thuốc. Ở đây, em xin chia sẻ với các mẹ các bài thuốc cho bà bầu và trẻ nhỏ mà em đã sưu tầm được từ các nguồn tài liệu y học khác nhau. Để chăm bà bầu, trị chứng cao huyết áp thai kỳ, lấy cỏ cây gồm rễ, sau khi rửa sạch, thái nhỏ và cân đúng 50g, lấy phần cỏ này đi giã nát và hòa với một bát nước sôi. Cuối cùng, bắt lấy nước trong để uống ngày 2 ngày. Vì cỏ đã có vị ngọt tự nhiên nên không cần thêm đường, nhưng nếu thấy quá khó uống, có thể thêm chút xíu đường. Trị động thai, táo bón, lo âu, non ngán, đau đầu hoặc tức ngực. Phơi cỏ màng trầu khô, ngày lấy 12-16g nấu với 500ml nước, còn lại 300ml và uống ngày 2-3 lần. An thai, 8g cỏ màng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. An thai, 8g cỏ màng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống ngày. Tất cả đem rửa sạch. An thai, 8g cỏ màng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống hàng ngày. Để sản dịch mau hết, ngày xắt 50g cỏ màng trầu, lấy nước uống từ 2-3 lần để sản dịch mau hết và cơ thể sạch sẽ từ bên trong. Ngoài ra, để chống rụng tóc như mưa sau sinh và chữa bệnh sa tử cung, người ta cũng dùng đến cỏ màng trầu. Để chăm các con, trẻ mụn nhọt, rôm sảy, nổi ban đỏ, tưa lưỡi,
lấy khoảng 120g cỏ màng trầu tươi rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cho trẻ uống. Nếu là cỏ khô, lấy 20g sắc với 400ml nước, còn 100ml và chia uống ngày 2 lần. Trị trẻ bị viêm da, vàng da, lấy 60g cỏ màng trầu sắc lấy nước cho bé uống hoặc lấy nước tắm. Để tăng công hiệu, có thể tìm cây tổ cán được, một loại cây gió, khoảng 30g để sắc nước cùng. Trị trẻ bị sốt cao, co giật, lấy 120g cỏ màng trầu sắc với 500ml nước, còn lại 300ml, sau đó thêm ít muối và cho bé uống liên tục trong vòng 12 tiếng đầu. Trị trẻ bị cảm, nóng sốt, lấy 16g cho mỗi loại gồm cỏ màng trầu và cỏ chanh để sắc lấy nước cho bé uống. Phòng ngừa viêm màng não truyền nhiễm, mỗi ngày sắc khoảng 30g cỏ màng trầu và cho bé uống liên tục trong 3 ngày vào thời điểm dịch viêm màng não xuất hiện. Sau đó, cách 10 ngày lại cho bé uống với liều lượng tương tự. Trẻ đái dầm, lấy 20g cỏ màng trầu, 20g mùi tàu, 20g rau ngổ, 10g cỏ sữa lá nhỏ, đem rửa sạch và sắc cho bé uống sau bữa ăn chiều. Trị độc trong, ghẻ lở, mẩn ngứa, lấy 50g màng trầu tươi, giã lấy nước cho bé uống ngày 2-3 lần. Trị viêm gan, vàng da, trẻ có dấu hiệu vàng da do viêm gan, lấy 50g cỏ màng trầu tươi, 20g rễ tổ kiến được, sắc lấy nước uống ngày 3 lần. Trị bong gân, bé vui chơi, chạy nhảy bị té ngã, bong gân, lấy cỏ màng trầu giã nhỏ và đắp trực tiếp lên chỗ bị bong gân, sau đó dùng vải sạch quấn lại. Sau khoảng 3 ngày trị, trẻ sẽ khỏi. Đây là chia sẻ của em, các mẹ có thể thử hoặc không tùy lựa chọn. Tuy nhiên, sau thời gian bầu bí và chăm sóc con nhỏ, em rút ra được một điều này. Đôi khi bản năng người mẹ sẽ chỉ cho mẹ biết phải làm gì, thay vì luôn răm rắp theo lời bác sĩ hoặc một lời chỉ dẫn nào đó. Vì vậy, chỉ có mẹ mới là người chăm con tốt nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bé bị suy thận nặng vì sai lầm hầu như 90% mẹ Việt mắc phải. Chứng kiến cảnh con nằm trên giường với chiếc bụng to vượt mặt, ai cũng cảm thấy thương xót cho số phận của cậu bé đáng thương. Năm ngoái, Kobe, con bạn thân mình, được đưa đi bệnh viện Nhi đồng 2 khám khi thấy con có những dấu hiệu bất thường như tay chân phù nề, đặc biệt là chiếc bụng của con ngày càng phình to, đến nỗi nhìn nghiêng như một người đang có bầu. Bác sĩ chẩn đoán con bị suy thận nặng và cần phải chạy thận gấp. Bạn mình kể, cũng do dạ dột, từ nhỏ khi bước vào giai đoạn ăn dặm, cô Biên không chịu ăn. Mẹ chồng bạn bảo, nấu lạt lẽo thế, sao thằng bé ăn được? Thế là bà bắt chị nêm nếm, cho thêm muối và gia vị vào, cho thằng nhỏ ăn như người lớn. Trộm vía, thằng nhỏ ăn thấy thương ghê, lại còn tăng cân thêm nữa. Thấy vậy, chị tiếp tục cho con ăn theo cách nấu nướng như người lớn. Đến khi con lớn một chút, ăn được cơm, bạn cho con ăn cùng thức ăn với cả nhà luôn. Bạn mình đi làm suốt, giao cu bin cho bà nội chăm. Bà chiều cháu lắm, con thích ăn món gì, bà cho ăn tất. Ngày nào cũng snack, xúc xích, uống nước ngọt có ga nữa. Dù không bằng lòng, nhưng bạn không dám cãi lại, vì ở nhà chồng không được quyền can thiệp cách nuôi dạy con. Đã nhiều lần, bạn tâm sự rất muốn dọn ra ngoài ở riêng để có cách dạy con theo ý mình. Nhưng mỗi lần đề cập, chồng và mẹ chồng lại giãi nảy. Gia đình tùm lum chuyện hết, nên bạn đành gác ý định này lại. Năm ngoái, Kobe có những biểu hiện bất thường như tay chân phù nề, bụng ngày càng to kinh khủng. Bạn đưa đi khám mới biết con bị suy thận nặng. Hai tin bạn muốn ngã quỵ, nhưng vì con nên bạn buộc phải mạnh mẽ vượt qua. Giờ cô Bin đã chạy thận gần một năm, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, gia sản đủ kiểu, vợ chồng là bao nhiêu gồm cho con chạy thận hết. Hôm trước bạn nói với mình bạn muốn chia sẻ câu chuyện này cho mọi người biết để đừng mắc sai lầm giống bạn. Con đau bệnh mẹ cũng chẳng sung sướng gì, thậm chí còn đau gấp trăm ngàn lần. Nhìn con như vậy, bạn chỉ muốn chết cho xong. Vậy những ai đang có con nhỏ, hãy nhớ, đừng bao giờ cho con ăn mặn nhất là giai đoạn ăn dặm. Tuyệt đối hạn chế cho con ăn những món như snack,
xúc xích, cơm chiên, tôm chiên, gà rán. Vì đó cũng là một trong những nguyên nhân gây suy thận. Theo các bác sĩ chuyên khoa, người lớn có thói quen ăn bao nhiêu đều nêm cho trẻ em ăn bấy nhiêu. Thậm chí nhiều người thường nêm quá tay khi chế biến thức ăn cho trẻ. Điều này về lâu dài sẽ khiến cơ thể của trẻ phải nạp vào một lượng muối quá lớn. Trong khi thận còn yếu, chức năng chưa hoàn thiện, dẫn đến tích nước, ứ lại và gây suy viêm. Khi muối quá nhiều trong cơ thể không chỉ gây ra gánh nặng cho thận, mà còn ảnh hưởng lớn đến nhịp đập của tim, khiến cho trẻ không thể phát triển bình thường khỏe mạnh. Hơn nữa, khi ăn nhiều muối sẽ làm cho trẻ luôn luôn bị khát, bé phải tiết nước bọt nhiều, dẫn đến suy giảm số lượng lysozyme tự nhiên trong miệng. Chức năng chính của lysozyme là diệt khuẩn, khi bị thiếu cũng đồng thời làm khả năng tiêu diệt vi khuẩn trong miệng, hạn chế chức năng bảo vệ cơ thể, chống virus, làm suy yếu sức đề kháng của bé dẫn đến phát bệnh. Một trong những tác hại của việc ăn nhiều muối là làm thay đổi vĩnh viễn khẩu vị của trẻ, khiến cho trẻ mắc thói quen ăn mặn, lâu dài cũng sẽ sinh ra các bệnh về thận. Trẻ sẽ mất cảm giác và cảm nhận hương vị, ăn không ngon, chức năng khẩu vị mất đi sự nhạy cảm. Theo ý kiến của bác sĩ, nếu cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng ăn muối, thì hàm lượng muối không được vượt quá 0,5g mỗi ngày. Giai đoạn này vốn chỉ được phép cho trẻ bú mẹ hoặc uống sữa hoàn toàn. Nếu phải ăn dặm thì nên hạn chế ăn muối càng ít càng tốt, thậm chí không cần nêm muối. Lứa tuổi trẻ em được khuyến cáo tỷ lệ nêm muối cho bữa ăn không nên vượt quá 3g mỗi ngày. Người trưởng thành không nên ăn vượt quá 6g muối một ngày. Vào mùa hè, cơ thể đổ nhiều mồ hôi, bạn có thể ăn muối nhiều hơn một chút so với mùa đông. Các chuyên gia sức khỏe và dinh dưỡng khuyên rằng, trong thực phẩm, bản thân nó đã chứa các khoáng chất, bao gồm vị chua, cay, mặn ngọt, đắng tự nhiên. Nếu bạn ăn vả thức ăn không cần nêm muối là một thói quen tốt. Vì sức khỏe con em, thà cãi nhau với mẹ chồng, em nhất quyết không bao giờ nêm muối vào thức ăn khi con em còn quá nhỏ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất. Nắm được thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất sẽ giúp cuộc yêu thăng hoa, viên mãn. Nếu đàn ông có thể có ham muốn bất cứ lúc nào thì phụ nữ lại không như vậy. Để kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ, chàng cần có một màn dạo đầu bài bản và đủ mãnh liệt. Tuy nhiên, nếu biết được những thời điểm nàng thèm khát chuyện ấy, bạn sẽ dễ dàng lôi kéo nàng nhập cuộc hơn. Khi ghen. Nghe có vẻ ngược đời, thế nhưng cơn ghen tuông lại chính là thời điểm ham muốn của nữ giới được đẩy lên cao trào. Nàng ghen bởi nàng yêu bạn, càng cảm thấy bị đe dọa và sửa mất bạn. Vậy nên, hãy cho nàng biết bạn yêu nàng mãnh liệt như thế nào ở trên giường. Sau một thời gian không gặp nhau, cảm giác nhớ nhung, mong chờ dồn nén trong những ngày xa nhau sẽ là chất men say cho cuộc sống tình dục của hai bạn. Sau một thời gian bị bỏ đói chuyện chăn gối, nàng sẽ lao vào bạn như hổ vồ mồi. Lúc này, tất cả những gì bạn cần là làm khiến nàng phát điên vì thỏa mãn. Khi hạnh phúc. Tâm trạng ảnh hưởng rất lớn đến ham muốn của phụ nữ. Khi đau buồn hoặc có chuyện bực tức, sẽ chẳng ai có tâm trạng để nghĩ đến chuyện tình dục cả. Khi hạnh phúc, vui vẻ cơ thể sản xuất ra hormone endorphin, khiến nàng hưng phấn và tăng ham muốn đến bất ngờ. Hai tuần sau kỳ kinh. Không phải tự nhiên mà thời điểm 2 tuần sau kỳ kinh cuối, phụ nữ lại có ham muốn cao hơn bình thường. Đây chính là lúc cơ thể phụ nữ có lượng hormone giới tính nữ cao nhất trong tháng. Do thời điểm rụng trứng, các cặp đôi mong muốn có con thường quan hệ thời điểm này để tăng khả năng thụ thai. Sau khi cãi nhau, bạn và nàng vừa trải qua những giây phút căng thẳng, to tiếng và tranh cãi quyết liệt. Tuy nhiên, sau trận cãi nhau ấy, cách làm lành tốt nhất chính là yêu. Lúc này, phụ nữ rất nhạy cảm, bạn sẽ dễ dàng khơi gợi cảm hứng tình dục nơi nàng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.